Thưa quý vị, thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến căng thẳng, phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nhiều địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội và siết chặt hơn nữa các quy định phòng chống dịch. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay, chung sức đồng lòng, hãy ở nhà, thực hiện tốt 5K để đẩy lùi dịch bệnh. Sau đây mời quý vị cùng cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19. Ba người Hồng Kông tử vong, 18 người nhập viện sau khi tiêm vaccine Sinovac. Chuyên gia Trung Quốc khẳng định hiệu quả của vaccine nội địa đối với biến thể Delta. UAE cho phép tiêm vaccine Sinopharm cho trẻ từ 3 tuổi. Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ về vaccine Verocell. Ba người Hồng Kông tử vong, 18 người nhập viện sau khi tiêm vaccine Sinovac. Đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và gần 20 người khác ở Hồng Kông phải nhập viện sau khi tiêm vaccine COVID-19 Sinovac do Trung Quốc điều chế, vào ngày 8 tháng 3, một người đàn ông 71 tuổi ở Hồng Kông đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bốn ngày sau khi ông được tiêm vaccine COVID-19 do hãng dược Sinovac của Trung Quốc điều chế. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã cố hồi sức cấp cứu cho nạn nhân, thế nhưng không thành công. Giới chức y tế Hồng Kông khẳng định họ sẽ khám nghiệm tử thi nạn nhân để tìm nguyên nhân cái chết. Theo sao China Morning Post, người đàn ông lớn tuổi đã có một số biểu hiện sức khỏe bất thường trước khi nhập viện, nhưng không nói thêm chi tiết. Theo South China Morning Post, đây là ca tử vong thứ ba sau khi tiêm vaccine COVID-19 của Sinovac tại Hồng Kông. Trước đó vào hôm 6 tháng 3, hai người 55 tuổi và 63 tuổi đã qua đời sau khi tiêm vaccine do Trung Quốc đại lục cung cấp. Hai người này đều mắc nhiều bệnh lý nền. Giới chức đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân cái chết của họ. Ngoài ba nạn nhân nêu trên, chính quyền Hồng Kông thông báo 18 người đã nhập viện với các triệu chứng khác nhau, chiếm 0,019% trong số 91.800 người đã tiêm vaccine COVID-19 của hãng dược Sinopharm. Giới chức Hồng Kông nhận định các dữ liệu hiện cho thấy vaccine của Sinovac là an toàn và chương trình tiêm chủng cần tiếp tục. Chuyên gia Trung Quốc khẳng định hiệu quả của vaccine nội địa đối với biến thể Delta. Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Trung Nam Sơn cho rằng nước này cần tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 83% dân số để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng. Ông khẳng định các loại vaccine do Trung Quốc sản xuất có hiệu quả đối với biến thể Delta và nhấn mạnh toàn bộ 13 ca bệnh nặng nhiễm biến thể này trong đợt bùng phát dịch COVID-19 ở thành phố Quảng Châu trong tháng 5 vừa qua đều không tiêm chủng. Chuyên gia Trung Nam Sơn đã đưa ra nhận xét trên trong một bài phát biểu tại Quảng Châu ở thủ phủ tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc. Chuyên gia nêu rõ, vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc có thể bảo vệ người dân chống lại biến thể Delta, đồng thời đề cập đến những nghiên cứu với 100 bệnh nhân nhiễm biến thể này ở Quảng Châu trong tháng 5. Ông nhấn mạnh, những nghiên cứu sơ bộ cho thấy các loại vaccine của Trung Quốc bảo vệ 100% người tiêm trước nguy cơ nhiễm bệnh nặng và tỷ lệ hiệu quả lần lượt là 76,9%, 67,2% và 63,2% đối với các thể trung bình, nhẹ và nhiễm bệnh không có triệu chứng. Trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc, chuyên gia Nam Trung Sơn cho biết Trung Quốc đã tiêm được nhiều liều vaccine ngừa COVID-19 nhất trên thế giới nhưng tỷ lệ tiêm chủng tính theo 100 người không cao so với dân số quá đông. Theo đó, theo ông để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm phòng, Trung Quốc cần tiêm chủng cho 83,3% dân số. Chuyên gia Trung Nam Sơn cảnh báo, toàn bộ 13 ca bệnh nặng ở Quảng Châu vào hồi tháng 5 đều mắc biến thể Delta và đều chưa tiêm vaccine phòng bệnh. So sánh với đợt bùng phát dịch ở Quảng Châu, chuyên gia Trung Nam Sơn nói rằng đợt bùng phát mới ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, đã lan rộng ra các khu vực rộng lớn hơn và điều này đáng được quan tâm. Tuy nhiên, chuyên gia Trung Nam Sơn tin tưởng rằng đợt bùng phát này có thể được kiểm soát trong khoảng 10 đến 14 ngày do các biện pháp hữu hiệu của chính quyền địa phương. UAE cho phép tiêm vaccine Sinopharm cho trẻ từ 3 tuổi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm qua đã chính thức cho phép tiêm vaccine Sinopharm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Quyết định được đưa ra sau hơn 2 tháng thử nghiệm tính công hiệu và an toàn của vaccine Sinopharm đối với trẻ em từ 3 đến 17 tuổi tại nước này. Bộ Y tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhấn mạnh việc cho phép tiêm vaccine Sinopharm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên tại nước này được đưa ra dựa trên các thử nghiệm lâm sàng và đánh giá kỹ lưỡng. Theo đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tiến hành thử nghiệm công hiệu và tính an toàn của vaccine Sinopharm trên khoảng 900 trẻ em độ tuổi từ 3 đến 17 thuộc các quốc tịch khác nhau. Những kết quả họ thu được hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Dự kiến nước này sẽ cho công bố bản kết luận chi tiết trong thời gian sớm nhất. Hiện các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang là một trong số ít các quốc gia đã thiết lập các dây chuyền sản xuất vaccine Sinopharm tại Trung Đông. Vaccine Sinopharm do nước này sản xuất có tên là Hijaz Vax, Dự kiến trong năm nay, năng lực sản xuất vaccine Hayatvac hay Sinopharm sẽ được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nâng lên mức 200 triệu liều mỗi năm. Hiện các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 cho khoảng 70% dân số. Trong đó, vaccine Sinopharm được sử dụng khá phổ biến. Việc thông qua cho phép tiêm vaccine Sinopharm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên còn được thúc đẩy dựa trên những kết quả thực tế mà nước này đã thu được từ chiến dịch tiêm vaccine Sinopharm trong hơn một năm qua. Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ về vaccine Verocell. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, thành phố không có nhiều lựa chọn trong lúc này bởi khi tìm mua chúng ta tiếp cận rất nhiều nguồn nhưng nguồn cung cực kỳ hạn chế. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đến kiểm tra điểm tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 tại trường trung cơ sở Nguyễn An Ninh, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức. Điểm tiêm chủng này có khá đông người dân đăng ký tiêm vaccine Verocell. Chia sẻ sau khi kiểm tra, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết lô vaccine Verocell nói trên được mua là nhờ nhà tài trợ và công ty Dược Sài Gòn đàm phán thành công. Lô vaccine nói trên cũng đã được Bộ Y tế thẩm định kỹ lưỡng. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh mua không được, đã đề nghị mượn nhưng Thành phố Hồ Chí Minh phải ưu tiên cho người dân trên địa bàn trước. Ông Nguyễn Văn Nên cho biết mục tiêu của thành phố là trong một tháng nữa phải kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Chìa khóa quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là vaccine. Trong tình hình vaccine như hiện nay thì sự ủng hộ, đồng tình, hưởng ứng của người dân có vai trò quyết định, ông Nên cho biết. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố luôn thực hiện quy trình tiêm chủng từ trước đến nay là người dân sẽ được biết loại vaccine sẽ tiêm khi đến điểm tiêm chủng. Trong ngày hôm qua, một số người dân khi đến điểm tiêm của tại quận nhất đã không đồng ý tiêm khi biết sẽ tiêm Verocell, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ thông tin thì nhiều người đã quay lại điểm để tiêm. Ông nên nói và đề nghị các địa phương rút kinh nghiệm và thông tin trước loại vaccine, nếu người dân đồng ý thì cứ đến tiêm. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố Hồ Chí Minh không có nhiều lựa chọn trong lúc này. Khi tìm mua vaccine, thành phố đã tiếp cận rất nhiều nguồn, nhưng nguồn cung cực kỳ hạn chế. Vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm rất nhiều loại, nhưng đó là vaccine từ nguồn hỗ trợ, được phân bổ bao nhiêu, thành phố tiêm bấy nhiêu, chứ không có sự lựa chọn. Tôi khẳng định, không phải mình có quyền chọn lựa mà mình không mua. Theo WHO thì vaccine tốt nhất là vaccine có trước. Cũng trong buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, thành phố đã đẩy nhanh tốc độ tiêm, ngày cao điểm đạt 318.000 liều. Đến nay toàn bộ vaccine được Bộ Y tế cung cấp đã được tiêm hết. Toàn hệ thống tiêm chủng có sự tham gia của 87 bệnh viện và 1.200 đội tiêm tại các quận huyện, Việc tiêm chủng được triển khai rất linh động, bao gồm các điểm tiêm cố định và lưu động để hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn về di chuyển như người già, người khuyết tật. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong tổng số 650.000 người thuộc đối tượng được tiêm chủng trong đợt này, gồm người già trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm cho 456.391 người, đạt hơn 70% yêu cầu đề ra. Riêng đợt 5 và đợt 6, toàn thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được tổng số 3.291.872 liều. Cộng với số đã tiêm đợt trước, toàn thành phố có tổng cộng hơn 4,3 triệu người được tiêm vaccine, trong đó hơn 100.000 người được tiêm đủ hai mũi. Với chủ trương tận dụng mọi nguồn lực, mọi cơ hội để mang vaccine đảm bảo chất lượng về cho người dân, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp cận nhiều nguồn vaccine khác nhau. Thành phố Hồ Chí Minh cũng tận dụng cơ hội khai thác thông qua hợp tác quốc tế với các quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ tốt với Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện một số quốc gia đã cam kết tặng cho thành phố Hồ Chí Minh những lượng vaccine. Nếu kịp trong tháng 8 này, chúng ta sẽ có thể đạt mục tiêu bao phủ vaccine cho 70% dân số thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Dương Anh Đức chia sẻ. Về 5 triệu liều vaccine Moderna, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là mô hình phi lợi nhuận, hợp tác công tư với sự đóng góp của doanh nghiệp để đảm bảo đủ vaccine cho nhân viên của mình trước, sau đó hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh để tiêm cho các đối tượng ưu tiên. Tất cả người tiêm vaccine đều được hoàn toàn miễn phí. Nếu đóng góp các doanh nghiệp nếu đóng góp của các doanh nghiệp vượt quá số kinh phí gồm giá mua, phí vận chuyển, vận hành tổ chức tiêm thì số dư ra sẽ được tích lũy vào quỹ vắc xin thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục mua vắc cho người dân. Để chống lại đại dịch Covid-19, ngoài việc tiêm phòng vắc phòng dịch, còn có một loại vắc đặc biệt trở thành sức mạnh để toàn dân chiến thắng giặc, đó là vắc của sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Đó cũng là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam ta đã được giữ gìn phát huy, đặc biệt là khi Tổ quốc gặp nguy nan kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe an toàn qua đại dịch xin chào và hẹn gặp lại